chào các bạn, lại là Lucy đây. Giờ tập trước thì Mắt đã lọt xuống cái hầm mộ của bọn quái thú khổng lồ. Và đến cái khúc này thì bí đường rồi, bởi vì xung quanh nó có đến 5 cái đầu lâu. Ý, trên này có cái camera mắt ma nè, cái camera của ông phù thủy á. Nè, quan sát nè, rồi mắt lẻo nè. Trời ơi, những cái xương của nó làm thành cái cầu thang kìa mấy bạn. Ý, ở đây có một cái đầu lâu. Có khi nào cái đầu lâu này liên quan với 5 cái đầu lâu ở dưới không ta? Tại vì mình thấy những cái đầu lâu này mình có thể di chuyển được nè. Đó, có 5 cái đầu lâu ở dưới á. Mình chưa hiểu nó là gì nữa. Thôi để đẩy xuống trước thử. Trời ơi, nó nặng quá. Nó nặng quá, sao mình kéo nổi. Ây da. Trời ơi. Với một người chỉ có 12 tuổi thì cái đầu lâu của con quái thú khổng lồ này quá nặng. Mình không kéo nổi mấy bạn ơi. Thôi. Ở đây mình mới lấy một cái đầu lâu và một cái đầu lâu có sẵn nữa. Ý, cái lỗ này sâu quá. Rồi mình đẩy nó xuống dưới thử coi có gì không. Ui, nó có lửa luôn kìa. Ui, đúng rồi, một cái đầu lâu đã hoàn thiện rồi kìa. Vậy chắc đây là cơ quan bí mật rồi. Vậy mình phải tìm đủ cho 5 cái đầu lâu. Thì 5 cái đầu lâu nó sẽ hoàn thiện, thì lúc này nó sẽ mở cánh cửa cho mình đi ra. Đúng rồi. Coi thôi thử đúng không nha. Ui, đúng rồi. Mình đã suy nghĩ đúng rồi. Tuyệt vời. Vậy bây giờ mình phải đi tìm 3 cái còn lại nữa. Ở dưới nó là lửa, ghê quá. Mình lọt dưới chắc mình tiêu đời. Ý, trên đây có một cái nè. Trời, còn có một cái camera ở trên nữa. Mình phải lên mình diệt nó mới được. Trời, nó ngóc đầu nó nhìn kìa. Báo cáo về cho ông phù thủy hả? Nhiều chuyện nè. Thôi, đẩy xuống. Trời ơi, bị kẹt rồi. Thôi, qua luôn. Nặng lắm đó mấy bạn ơi. Nó bự gấp 3 lần mắt luôn á. Nhưng mà mắt vì thương em mình cho nên là ráng cố gắng đẩy cho được á. Yeah, được 3 cái. Còn 2 cái nữa đâu ta? Mình đi vòng, mình đi kiếm cái đầu lâu. Mà xung quanh mấy bạn nhìn thấy kìa, đầu lâu khổng lồ, rồi còn những cái xương làm thành cầu thang nữa. Ê, có khi nào những cái đầu lâu nó nằm phía trên không ta? Chắc phải đi lên trên đó kiếm một chuyến quá. Rồi, mình sẽ cho dây đu qua cái cây này. Rồi, lên thôi. Ui da, trên này cũng không có gì. Mấy bạn thấy ghê không? Những cái cầu thang từ cái xương không á. Cầu thang xương kìa. Ây da, cao quá. Ý, đúng rồi. Có 2 đầu lâu trên này nè. Vậy là mình đã tìm đúng hướng rồi. Đu lên để đẩy nó xuống thôi. Trời ơi, nặng quá. Ây da, nặng quá. Rồi, cho ở đây đi. Sẵn mình lên trên kia, mình lấy cái đầu lâu ở trên luôn. Để ngồi khỏi mất công chạy lên lần nữa. Ây da, cao quá vậy ta, sao nhảy lên được. Phải vẽ lại cái dây thôi. Rồi, lên. Trời ơi, dưới cái cây mình vẽ ra. Ý, ở trên này có cái mắt ma của phù thủy nữa. Lên xử nó luôn. Nhiều chuyện nè. Đứng quan sát rồi báo về cho ổng đúng không. Rồi mình đã thu thập được 2 cái đầu lâu rồi. Bây giờ mình đẩy nó xuống dưới nữa là được. Ê mấy bạn, mấy bạn có tin rằng là mình từ trên đây mà mình đẩy xuống cái nó lọt xuống dưới cái lỗ lửa luôn không? Đó là hên lắm luôn á. Nhưng mà không biết trước được. Rồi để đẩy thử. Một cái nó rớt xuống thiệt kìa. Lửa bắn lên tung té luôn đó. Vậy là còn một cái nữa thôi. Một cái đã rơi xuống lỗ lửa rồi. Còn một cái nè. Còn cái cuối cùng à. Rồi giờ mình đẩy vô nữa là xong. Yes, hoàn thành. Ủa, rồi chuyện gì sẽ xảy ra ta? Ủa, sao nó không có động tĩnh gì vậy? Ui, lửa nó tắt rồi kìa. Ôi, à. Wow, thật là hài lòng. Thằng nhóc mắt đã tiêu đời thật rồi.
giờ thì mình không còn lo gì nữa. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cho buổi lễ hoán đổi thân xác tối nay thôi. Lát ơi, đừng có mong ngóng gì anh của ngươi nữa, anh của ngươi đã tiêu đời rồi. Anh Mark. Bây giờ, đầu tiên ta sẽ cho ngươi vào trong cái lồng xác. Bởi vì bây giờ không còn ai tới cứu ngươi nữa đâu. Anh Mark, cứu em. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến nhà máy nhiệt điện để chuẩn bị cho buổi lễ tối nay. Anh Mark, cứu em, không. Cảm ơn vì mình đã còn sống. Trời. Mình không sợ. Không sợ bóng tối. Mình là anh hùng. Trời ơi, sao dưới này nó tối thui vậy? Mình hết thấy đường đi rồi. Ý, ở dưới đây có mầm đất nè. Rồi, ở đâu nữa? Trong game nó còn tối hơn như thế này nữa mấy bạn ơi. Nhìn không biết đường đi ở đâu luôn á. Ui da, cái gì mà tối thui vậy? Bây giờ mình đi đâu nữa đây? Đi tới luôn. À! Trời ơi, lọt xuống cái vực rồi. Ây da. Bò lên. Bà Tiên ơi, cứu con, bà Tiên. Ôi, ở đây không có ai cứu mình hết. Ở trong này bà Tiên đâu có vô được đâu. À, mình đã có cách rồi. Ở trong cái cây bút thần của mình á, nó có phát ra ánh sáng nè. À, mình sẽ dùng nó như cái đèn pin để mình rọi mình đi. Mình không có bị lọt xuống cái hố giống hồi nãy nữa. Nè, ở đằng trước mình là có cái hố nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cây bút ra. Đó, y chang luôn, mình đoán ngay mà. Hồi nãy mình lọt xuống cái lỗ này nè. Làm bò lên muốn chết luôn. Nếu mà gặp cái lỗ sâu hơn nữa là mình tiêu đời rồi. Rồi lúc nào tối quá thì mình sẽ lấy cái cây bút ra để mình rọi. Rồi chỗ này hết đường đi rồi. Chỉ có phía trên thôi, phải leo lên trên. Rồi leo qua. Rồi chỉ có cách này mình mới đi được thôi. Ý, có cái camera mắt ma nữa nè. Thấy chưa, nhờ ánh sáng mình mới thấy được chứ không là nó lại báo tin về cho ông phù thủy rồi. Trời, trong này có nhiều cây nấm dạ quang quá à. Nó có chất lưu huỳnh á. Trời ơi, nó ra những cái khói màu xanh xanh kìa. Ôi. Nó trượt mình đi đâu vậy? Ây da. Nó lọt mình xuống dưới đây luôn rồi. Càng lúc mình càng đi xuống sâu hơn á. Wow, ở dưới đây có mầm cây nữa nè. Nhưng mà mầm cây này sẽ dẫn mình đi đâu vậy ta? Thôi, ở đây mình bí đường rồi. Qua video này, Lucy hướng dẫn các bạn chơi game Hành trình giải cứu em trai của Max. Trải qua từng platform, từng tình huống cần phải động não mới có thể chiến đấu với tên phù thủy độc ác để cứu đứa em trai tội nghiệp. Khi các bạn thấy video này hay thì hãy cho Lucy một like, một đăng ký thành viên trên kênh Lucy Channel này nha. Nếu các bạn có chơi thì hãy nhớ mua bản quyền chính hãng của Microsoft nhé.